Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự tối nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết sau một năm thành lập và đi vào hoạt động. Tỉnh Hưng Yên tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 để đảm bảo bàn giao ít nhất 70% mặt bằng trước ngày 30 tháng 6. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án giao thông trọng điểm, thúc đẩy việc giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng ở trẻ em. Quý vị và các bạn, sáng nay Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết sau một năm thành lập và đi vào hoạt động. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban chỉ đạo, đại diện lãnh đạo một số cơ quan đơn vị liên quan. Kết quả sau một năm, các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đi vào hoạt động đã đưa 444 vụ án, 156 vụ việc tham nhũng tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn vào diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Một số tỉnh có nhiều vụ án, vụ việc đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo là thành phố Hà Nội 60 vụ, Phú Yên 36 vụ, Bình Dương 25 vụ. Các địa phương trong cả nước đã khởi tố 530 vụ án trên 1.858 bị can phạm tội về tham nhũng. Số cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tham nhũng tiêu cực là 1.132 bị can. Trong đó, Hà Nội 54 vụ, Bắc Giang, Nghệ An đều 33 vụ. Có những địa phương đã khởi tố cán bộ là nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Các địa phương đã chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực liên quan đến cán bộ thuộc diện tỉnh ủy quản lý như Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đồng Nai và Khánh Hòa. Đối với tỉnh Hưng Yên, Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo và các thành viên đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát đã đề ra. Ban chỉ đạo đã tổ chức họp 4 phiên, Thường trực Ban chỉ đạo họp 8 cuộc để giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền. Ban chỉ đạo đã ban hành 32 văn bản báo cáo tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành 21 văn bản chỉ đạo lãnh đạo báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban chỉ đạo tỉnh Hưng Yên đang theo dõi chỉ đạo 7 vụ án, 1 vụ việc, trong đó 3 vụ án với 26 bị can đã được đưa ra xét xử, tạo được sự nghiêm minh của pháp luật và đồng thuận của nhân dân. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thể hiện quyết tâm cao của các địa phương, thể hiện rõ tinh thần trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt trong công tác phòng chống tham nhũng của cả hệ thống chính trị. Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu thời gian tới, Ban chỉ đạo cấp tỉnh cần chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng tiêu cực trong cán bộ đảng viên. Khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, không dám làm trong một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra giải quyết, khiếu nại tố cáo, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh, tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm bức xúc, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực ở địa phương, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo cấp tỉnh, theo dõi, chỉ đạo và Ban chỉ đạo Trung ương giao cho các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý. Sáng nay, Quốc hội khóa 15 bước vào đợt họp thứ 2 của kỳ họp thứ 5. Trong phiên thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đóng góp một số ý kiến vào dự án luật nhà ở sửa đổi.
Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đề nghị tại điều 36 dự thảo luật, ban soạn thảo cần nghiên cứu chỉ quy định những nội dung mang tính nguyên tắc, còn các giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án không cần quy định viện dẫn chi tiết. Đại biểu đề nghị quy định rõ thời hạn tối đa hoàn thiện việc lập phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Về đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, đại biểu cho rằng cần có nhiều cơ chế giải pháp để hỗ trợ công nhân người lao động mua nhà hoặc cho thuê nhà, hỗ trợ thuê nhà với giá rẻ. Luật cũng cần quy định phân cấp mạnh hơn, có cơ chế ưu đãi nhiều hơn nữa trong việc tạo điều kiện xây dựng nhà ở cho người lao động. Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội kiến nghị, hiện nay nhiều nội dung của dự án luật dễ dẫn đến chồng chéo với những dự thảo luật khác, cần làm rõ hơn một số quy định để đảm bảo luật nhà ở sửa đổi thống nhất với các luật liên quan. Luật kinh doanh bất động sản về hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại quy định tại điều 38, về quỹ đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư điều 52, về nhà ở xã hội điều 80, về chính sách miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư khoản 1 điều 66. Đối với dự án xây dựng nhà ở điều 82, về phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư mục 3 chương 5. Đây là những vấn đề theo tôi nên được quy định tập trung trong dự án luật đất đai sửa đổi để đảm bảo phù hợp với mặt phạm vi điều chỉnh giữa hai dự án luật. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Động tổ chức ra mắt mô hình xứ họ Đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu dân cư giai đoạn 2023-2026 tại thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động. Thôn Ngọc Đồng hiện có 170 hộ công giáo. Những năm qua, giáo xứ Ngọc Đồng tích cực tuyên truyền giáo dân bảo vệ môi trường thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề truyền thông gắn với những buổi giảng đạo, vận động các tín đồ trồng cây xanh ở cơ sở tôn giáo tích cực vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm. Ban công tác mặt trận cùng với ban thôn thì thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để cho nhân dân và các tín đồ tôn giáo trong thôn nhận thức rõ vai trò cái trách nhiệm của công tác bảo vệ môi trường và xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu về môi trường, mô hình tự quản, mô hình tôn giáo bảo vệ môi trường và giúp cho môi trường của trong khu dân cư ngày càng xanh sạch đẹp hơn. Việc thôn Ngọc Đồng được chọn làm điểm để ra mắt mô hình nhằm phát huy vai trò của các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tăng cường xây dựng mối đoàn kết lương giáo. Tham gia mô hình, 100% chức sắc đồng bào công giáo ở thôn Ngọc Đồng cam kết thực hiện các nội dung vận động người dân không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh môi trường ở cộng đồng dân cư, trồng cây xanh tại nhà, nơi thờ tự, thu gom phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt ở khu dân cư. Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận mới và điều chỉnh cho 106 dự án với số vốn điều chỉnh cấp mới và tăng thêm trên 10.000 tỷ đồng và gần 340 triệu đô la Mỹ. Trong đó có 42 dự án đầu tư mới, tăng 4 dự án so với cùng kỳ năm trước, 25 dự án trong nước và 17 dự án FDI. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 9.400 tỷ đồng và trên 230 triệu đô la Mỹ. Có 64 lượt dự án điều chỉnh, trong đó có 36 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 590 tỷ đồng và hơn 100 triệu đô la Mỹ. Đưa tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh lên gần 2.200 dự án, gồm trên 1.600 dự án trong nước, 520 dự án nước ngoài, tổng vốn đăng ký trên 318.000 tỷ đồng và gần 6,5 tỷ đô la Mỹ. Từ đầu năm đến nay, có 780 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 200 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Nhằm sớm hoàn thành tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án đường vành đai 4, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang đang tích cực phối hợp với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân có diện tích đất bị thu hồi. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua địa bàn xã Liên Nghĩa có diện tích phải thu hồi là trên 40.000 m2 đất nông nghiệp qua hai thôn CD Quán Trạch và thôn Bá Khê. Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ của dự án, xã Liên Nghĩa đã tích cực vào cuộc vận động tuyên truyền các hộ dân tạo sự đồng thuận cho dự án, phối hợp với các ngành chức năng hoàn thiện công tác giả soát, kiểm kê, quy chủ, hỗ trợ các hộ dân về giấy tờ, thủ tục để sớm nhận tiền đền bù, rút ngắn thời gian thực hiện.
theo phương án bồi thường hỗ trợ đối với các diện tích thu hồi đã phê duyệt. Toàn xã có 132 hộ gia đình có diện tích thu hồi với tổng kinh phí trên 24 tỷ đồng. Đến nay, gần 100% người dân có diện tích đất thu hồi thuộc dự án đã đồng thuận nhận tiền đền bù. Hiện nay các hộ dân đang khẩn trương di dời tài sản hoa màu, cây cối trên đất để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án. Gia đình cũng có 140 m² đã nhận bồi thường đất và hỗ trợ cây hoa màu trên ruộng là được 87 triệu. Bồi thường hỗ trợ với mức như hiện nay là với gia đình là rất phấn khởi và thỏa đáng. Các cái tài sản còn lại trên đất từ giờ đến 2021 là gia đình sẽ hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng. Nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, những ngày này cấp ủy chính quyền các cấp ở tỉnh Hưng Yên, nơi có dự án đi qua, cùng các sở ngành liên quan đang tập trung mọi nguồn lực, nhân lực cho công tác giải phóng mặt bằng. Không kể ngày đêm, thậm chí ngay cả ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, công tác chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ có đất nông nghiệp phải thu hồi để giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4 tại các địa phương nơi có dự án đi qua đang được tập trung cao độ. Để đảm bảo các mục tiêu đề ra, trong suốt những ngày vừa rồi chúng tôi là thứ bảy, chủ nhật là chúng tôi tập trung cao. Và đến nay thì đã chi trả được trên 72 tỷ cho một số dân và phấn đấu cho nên từ nay đến khoảng 25 tháng 6 thì chúng tôi cơ bản hoàn thành cái việc chi trả cái tiền bồi thường cái diện tích đất nông nghiệp. Ngoài tập trung giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nông nghiệp, thời gian qua, người dân cùng một số cơ sở thôn thuộc các huyện Văn Giang, Văn Lâm đã chủ động quy hoạch di chuyển được 753 trên 5.091 ngôi mộ. Đầu tiên là chúng tôi nghe thấy nhà nước nói là vào vành đai 4 thì họ hàng con cháu họ bàn vào là thôi thì mang ông đi chứ kể cả sống thì gia đình sửa liệu cách sau, chúng tôi nhất trí không có cái gì là cái bản ngại cả. Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện đã tiến hành thực hiện chia làm 5 tổ để phụ trách các xã thị trấn để đồng loạt ra quân tuyên truyền kiểm kê, phổ biến chế độ chính sách để vận động nhân dân. Thì đến nay là về mặt chủ trương thì nhân dân rất là đồng tình ủng hộ với cái chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện đường vành đai 4. Dự án đường vành đai 4 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có chiều dài 19,3 km đi qua 4 huyện là Văn Giang, Khói Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm. Tổng diện tích đất thu hồi trên 230 ha. Đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được gần 76 ha, đạt gần 33% diện tích, chi trả tiền bồi thường hỗ trợ được 237 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 25 tháng 6, giải phóng mặt bằng trên 90 ha đạt khoảng 40% diện tích và đến ngày 30 tháng 6, giải phóng mặt bằng gần 162 ha đạt trên 70% diện tích. Sau khi bàn giao phần diện tích đất nông nghiệp để khởi công dự án, tỉnh Hưng Yên tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất ở và đất dành cho doanh nghiệp. Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ đã đồng ý hiến đất phục vụ dự án cải tạo nâng cấp đường DT376. Dự án cải tạo nâng cấp đường DT376 qua địa bàn xã Trung Hòa có chiều dài 2 km. Để dự án sớm được triển khai, xã Trung Hòa đã thành lập 6 tổ, thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất. Nhờ đó, có hơn 300 trên tổng số trên 404 hộ dân đồng ý hiến đất làm đường, với diện tích hiến trung bình từ 15 đến 20 m² một hộ. Toàn bộ diện tích đất hiến phục vụ dự án đều là đất ở của các hộ gia đình. Hiện có nhiều hộ đã tự tháo dỡ công trình, sẵn sàng bàn giao đất. Gia đình nhà mình chấp hành và đã giải tỏa xong rồi. Mong muốn tiến độ làm con đường cho nó càng nhanh sớm càng tốt. Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa đang tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ còn lại đồng thuận hiến đất làm đường để dự án sớm được thi công. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang triển khai xây dựng nhiều công trình giao thông trọng điểm với số vốn hàng nghìn tỷ đồng. Các đơn vị đang thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm hoàn thành công trình và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đúng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài được đầu tư 2.300 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị nhà thầu đã thực hiện đạt 70% khối lượng công việc trên toàn tuyến. Tuy nhiên hiện tại, mặt bằng đường dẫn thi công cầu vượt tại vị trí xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ đang vướng đất nông nghiệp và hai hộ có đất thổ cư chưa được giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm tiến độ.
Cũng trong gói dự án này, điểm cầu vượt đường sắt Hà Nội - Hải Phòng tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, đến nay nhà thầu đã thi công đạt 80% khối lượng nhưng cũng phải dừng thi công do vướng 3 hộ có đất thổ cư chưa giải phóng mặt bằng xong. Rất mong ủy ban tỉnh, các huyện, địa phương là cũng có cái giải pháp giải phóng mặt bằng sớm nhất và bàn giao cho nhà thầu để nhà thầu triển khai thi công dự án nó về đúng cái tiến độ là cam kết. Để đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài và dự án đường bên đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, hiện các đơn vị nhà thầu đang tăng cường phương tiện máy móc thiết bị nhân lực để tập trung thi công. Cái khó khăn về cái giá cả vật tư vật liệu đang biến đổi liên tục. Và lý do thứ hai đó là cái nguồn vật tư vật liệu là rất là khan hiếm. Nhu cầu của nhà thầu thì rất lớn nhưng mà các nhà cung cấp chỉ đáp ứng được 20-30% cho nhà thầu nó thi công. Một số vị trí là nó liên quan đến đất thổ cư, thủ tục để nó bằng nó mất thời gian và nó ảnh hưởng đến cái việc là tuyến nó không được liền mạch. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư, đơn vị thi công các dự án trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công để sớm hoàn thành các dự án theo kế hoạch, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Trên địa bàn thành phố Hưng Yên hiện có khoảng 900 cơ sở cá nhân sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Để cập nhật kiến thức mới nhất về an toàn thực phẩm, sáng nay Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên tổ chức lớp tập huấn cho 200 chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm. Tại lớp tập huấn, các chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hưng Yên được cập nhật các nguyên tắc đảm bảo an toàn thực phẩm, điều kiện và biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm đối với thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh, các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong đảm bảo an toàn thực phẩm. Đặc biệt, các học viên được cập nhật một số thay đổi bổ sung trong Nghị định số 115/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022. Nội dung thay đổi theo hướng tăng mức xử phạt hành chính một số vi phạm về an toàn thực phẩm, sửa đổi bổ sung một số hành vi, mô tả rõ ràng hơn, cập nhật phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật. Thời gian qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tiếp nhận và điều trị nội trú cho hàng trăm trẻ mắc bệnh tay chân miệng, tăng cường truyền thông về bệnh tay chân miệng và các biện pháp phòng chống, đặc biệt là tại các nhà trường, là nội dung trọng tâm trong công văn số 1529 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành. Trường mầm non Tô Hiệu trên địa bàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên có gần 300 học sinh với 10 lớp học, chia theo độ tuổi của trẻ từ 18 tháng đến dưới 6 tháng. Từ tháng 3 đến nay, mỗi lớp học của trường đều lác đác có một vài trẻ mắc bệnh tay chân miệng. Thường xuyên vệ sinh trong và ngoài lớp học, khử khuẩn các dụng cụ, đồ dùng đồ chơi, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của trẻ là các biện pháp được nhà trường chủ động thực hiện để giảm thiểu tình trạng lây lan dịch bệnh tay chân miệng trong các nhóm lớp. Khi các cô đã thấy các con có biểu hiện, chúng tôi sẽ liên hệ với các bậc phụ huynh và sẽ vào các bậc phụ huynh đón con về để cho các con cách ly tại nhà, tránh tình trạng các con bị lây nhiễm nhiều trong nhà trường. Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 9.000 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó đã có trường hợp tử vong, số mắc tay chân miệng có xu hướng tăng nhanh trong các tuần gần đây, đồng thời đã ghi nhận sự xuất hiện của virus enterovirus EV71 có khả năng gây bệnh nặng ở một số trường hợp mắc bệnh. Ngày 15 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có công văn số 1529 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Trong đó, chỉ đạo Sở Y tế Hưng Yên chủ trì hướng dẫn các cơ quan đơn vị liên quan và các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tuyên truyền vận động cộng đồng dân cư thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, thực hiện ăn sạch ở sạch và giữ gìn đồ chơi sạch cho trẻ để phòng chống bệnh tay chân miệng. Giai đoạn ủ bệnh thì thường kéo dài từ 3 đến 7 ngày. Tại giai đoạn này thì trẻ thì chưa có biểu hiện bệnh, tuy nhiên thì vẫn có khả năng lây bệnh. Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn khởi phát thì nó sẽ xuất hiện một số những cái triệu chứng điển hình như là sốt hoặc là viêm họng hoặc là tiêu chảy đối với trẻ. Ở giai đoạn toàn phát thì những cái biểu hiện của bệnh tay chân miệng nó sẽ biểu hiện rõ hơn.
cụ thể hơn và thường gặp nhất như là những cái vết loét ở miệng, và những cái vị trí hay gặp nhất là ở cái vị trí hầu họng hoặc là những cái niêm mạc má hoặc là lưỡi. Hiện nay, bệnh tay chân miệng chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để hạn chế lây lan vẫn là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất.